Nhiệm kỳ qua, Hội đồng Quân nhân Cơ quan Trung đoàn Bộ, Trung đoàn 754 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, dân chủ trên các mặt chính trị, quân sự, chuyên môn, kinh tế và đời sống được phát huy hiệu quả. Kết hợp phát huy dân chủ với duy trì nề nếp chế độ công tác, chấp hành kỷ luật, pháp luật, xây dựng đoàn kết thống nhất nội bộ, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mọi quân nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ của bản thân, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn, về các biện pháp để phát huy dân chủ trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng Đảng bộ trung đoàn trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Nhiệm kỳ 2021-2023, Hội đồng quân nhân cơ quan trung đoàn bộ xác định tiếp tục nắm chắc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị trong huấn luyện và tham gia giao thông duy trì nghiêm nề nếp sinh hoạt hoạt động của hội đồng quân nhân và tập thể quân nhân phát huy tốt dân chủ cơ sở trên các mặt công tác thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội cho quân nhân trong đơn vị